Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022 ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, trong đó lừa đảo tài chính chiếm 75,6%, còn lại là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân. Để thực hiện các cuộc lừa đảo trực tuyến, đối tượng lừa đảo đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm tạo niềm tin. Theo Cục An toàn Thông tin, có thể phân làm 3 nhóm chính. Khoảng 72,6% là giả mạo thương hiệu với các hình thức như giả mạo tin nhắn, website, số điện thoại của cơ quan chức năng, ngân hàng, công ty tài chính. 11,4% là chiếm đoạt tài sản online như Facebook, Zalo. 16% là các hình thức khác như việc làm online, cho vay online. Mới đây xuất hiện thủ đoạn mạo danh quỹ đầu tư Vina Capital, Dragon Capital để chào mời đầu tư lãi suất cao. Cụ thể, một người phụ nữ ở Hải Dương đã nhận được lời mời đầu tư vào quỹ Vina Capital. Sau khi đã thực hiện một số giao dịch thì tài khoản của nạn nhân đã được chuyển một số tiền. Lúc này đối tượng lừa đảo lại dùng chiêu bài dụ dỗ đầu tư lớn để sinh lời lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi tiếp tục chuyển tiền, tài khoản của nạn nhân được báo lãi suất lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên muốn rút được tiền thì phải đóng một số tiền như phí thanh tra, nguồn gốc tiền, chi phí cho người hướng dẫn đầu tư. Kết quả sau nhiều lần giao dịch, nạn nhân đã nộp gần 2 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo. Gần đây nhất, một người đàn ông ở quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận được cuộc gọi của một đối tượng giới thiệu là nhân viên Viettel, thông báo về việc đang nợ cước điện thoại. Sau đó, đối tượng kết nối điện thoại cho nạn nhân gặp một người tự xưng là công an. Người này cho nạn nhân xem lệnh bắt khẩn cấp và phong tỏa tài sản. Quá lo lắng, nạn nhân đã làm theo yêu cầu của đối tượng là cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng và mã OTP. Sau đó thì phát hiện tài khoản bị mất hơn 800 triệu đồng. Các đối tượng đưa ra các lời mời chào ảo qua các chương trình đầu tư, qua các sàn điện tử, thậm chí là các trang web họ đưa ra, họ lập ra để kêu gọi đầu tư. Thực ra bản chất đó là lừa đảo. Hiện nay thì trên mạng xã hội, mở được một tài khoản Facebook hay là một tài khoản Zalo thì rất là đơn giản. Chỉ cần dùng một số sim giác hay là dùng một cái mail, nó có thể mở được Facebook, mở được Zalo, một tài khoản Zalo. Thì đây cũng là một trong những vấn đề nhức nhối trên mạng xã hội. Rất nhiều các link ảo, Zalo ảo được mở ra để mang tính chất là kêu gọi cũng như lừa đảo người dân. Thậm chí chúng lập ra những trang web, thậm chí những trang web này rất giống các trang web của một số các hãng đầu tư nổi tiếng, tuy nhiên họ chỉ khác nhau một vài ký tự thôi, mà người dân thì không phải ai cũng hiểu biết về cái mạng công nghệ và những cũng thiếu hiểu biết về luật pháp nữa, do đó thì dễ sập bẫy vào đối tượng lừa đảo này. Việc quản lý chặt chẽ đối với việc sim ảo sim giác thì là một trong vấn đề cần thiết để hạn chế vấn đề lừa đảo hiện nay. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thương trường Pháp luật của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, thủ đoạn giả mạo nhân viên các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán để chào mời, kêu gọi đầu tư sinh lời cao luôn được thay đổi với nhiều cách thức khác nhau, khiến người dân như bị rơi vào ma trận. Dù phía cơ quan quản lý đã rất nỗ lực vào cuộc, song đây vẫn là câu chuyện nhức nhối chưa thể ngăn chặn triệt để. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay hai chuyên gia để cùng trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Trình Quốc Hưng, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân. Vâng, xin chào biên tập viên Hồng Hà và xin chào khán giả của Truyền hình Nhân dân. Và ông Phùng Gia Tân, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Oracle Việt Nam. Xin chào biên tập viên và quý khán giả Truyền hình Nhân dân. Xin cảm ơn sự hiện diện của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa ông Phùng Gia Tân, thời gian gần đây, chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân ngày càng tinh vi. Các hình thức này tinh vi đến mức độ nào mà khiến người dân tin tưởng chuyển đến hàng trăm triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo, thưa ông? Các đối tượng này thì chủ yếu là họ sử dụng các trang mạng xã hội, có các trang web. Họ lập ra các trang web hoặc mạng xã hội và sử dụng những cái logo hình ảnh giống như là những cái logo hình ảnh thật của Vina Capital hoặc là Dragon Capital chẳng hạn. Tinh vi hơn thì các đối tượng này có thể sử dụng cả những cái hình ảnh hoặc là video clip của những người nổi tiếng có tiếng trong cái lĩnh vực đầu tư. Ví dụ như tôi có thể kể đến là bà Thái Vân Linh, Sắc Linh và Sắc Hưng, Sắc Phú. Thông qua các chương trình truyền hình thì họ rất là nổi tiếng và có tiếng trong toàn quốc, thì là sử dụng trái pháp là các hình ảnh này để tạo dựng cái niềm tin của các đối tượng đối với trong cái lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư, thì từ đó là tạo ra lỗ hổng, là khi mà họ có niềm tin rồi thì rất dễ là có thể họ có mắc bẫy của các đối tượng này. Vâng, nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau thì thưa ông Trịnh Quốc Hưng, ông đánh giá tại sao mà việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng lại tăng lên như vậy? Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông thì riêng trong năm 2022 đã tiếp nhận qua cổng thông tin cảnh báo không gian mạng có tới 12.935 trường hợp thông báo là đã tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến. Và trong đấy thì có hai loại hình lừa đảo chính, đó là lừa đảo để đánh cắp thông tin
chiếm 24,4% và lừa đảo tài chính chiếm 75,6%. Mặc dù là lừa đảo để đánh cắp thông tin chiếm tỷ lệ rất là nhỏ, nhưng mà nó lại là cái bước đệm để tiến tới lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và chúng ta có thể thấy là khi ông Tân vừa mới phân tích ở nguyên nhân ban đầu ấy, thì các đối tượng này đã nhại lại thương hiệu của một số cái tập đoàn, một số cái công ty nổi tiếng. Thứ hai nữa là cắt ghép mạo danh các hình ảnh của những người có tiếng trong xã hội, các KOL trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cái nạn nhân. Có thể kể đến một cái vụ việc gần đây nhất là đầu năm 2023. Thì nạn nhân đọc được cái thông tin là mời chào đầu tư ở một cái quỹ đầu tư ở trên mạng xã hội. Thì do đang cần tiền để trang trải một số cái nhu cầu trong cuộc sống, nên là nạn nhân đã ngay lập tức để lại thông tin cá nhân của mình ở trong cái trang mạng đó. Và hai ngày sau thì có một số điện thoại lạ gọi điện trực tiếp đến để mời nạn nhân tham gia đầu tư vào cái hình thức này. Họ hướng dẫn nạn nhân lập tài khoản, chuyển tiền vào đó để có thể kiếm được 300.000 đến 500.000 trong một ngày mà không cần phải làm gì. Và cái thứ hai nữa là một cái biện pháp tinh vi hơn mà các đối tượng này sử dụng, đó là sử dụng chứng minh thư căn cước giống như một cái để tạo niềm tin cho nạn nhân, và soạn một bản hợp đồng giả gửi đến cho nạn nhân để ghi những niềm tin cho nạn nhân, và đồng thời bên cạnh đó là gửi một cái video clip có hình ảnh những người nổi tiếng đã từng tham gia đầu tư, đã từng kêu gọi vốn. Nhưng mà thực tế đây là những cái video clip bị các đối tượng này cắt ghép. Và sau khi mà đều đặn trả thưởng trong từ 3 đến 5 ngày với cái số tiền 300 đến 500 nghìn, thì bỗng một ngày đẹp trời, người dân, cái nạn nhân đó tự nhiên là thấy tài khoản của mình bị khóa. Và khi gọi điện lên trên tổng đài của đối tượng tự xưng mạo danh ban đầu, thì các đối tượng này yêu cầu nạn nhân là phải thuê các chuyên gia thì mới có thể mở khóa cái tài khoản này. Và cứ theo cái lời kêu gọi, lời mời chào, tư vấn của các cái chuyên gia ảo này, thì người dân đã mất tới 2 tỷ đồng khi mà chuyển liên tiếp các cái số tiền vào đó. Nhưng mà cái câu chuyện nó không dừng lại ở đó. Khi người dân nhận ra rằng là mình đã bị lừa, thì ngay lập tức tiến hành các hoạt động như là khóa tài khoản, báo với cơ quan chức năng. Thì các cái đối tượng này lại trấn tĩnh lại nạn nhân rằng là nạn nhân đã may mắn trúng thưởng một cái số tiền rất là lớn, vượt xa cả cái khối vốn ban đầu mà mình tiến hành đầu tư ban đầu. Thế thì do nhẹ dạ cả tin, do thiếu hiểu biết, thì nạn nhân lại tiếp tục chuyển vào tiền vào trong cái tài khoản đó và trả các cái phí như là phí rút tiền, phí môi giới, phí tư vấn, và lần lượt lại bị mất tiền. Và đến khi nạn nhân tỉnh ngộ ra thì số tài sản mà nạn nhân đã mất thì đã quá lớn. Và từ cái vụ việc này thì chúng ta nhận thấy rằng là cái nguyên nhân đầu tiên đó là xuất phát từ cái sự nhẹ dạ cả tin với ham muốn làm giàu hoặc là mong muốn kiếm tiền nhanh chóng mà không phải mất sức lực. Thứ hai nữa là do một phần cũng là từ việc quản lý của các cái cơ quan chức năng đối với các cái trang mạng xã hội hiện nay rất là khó khăn, do máy chủ của các cái trang mạng này đều đặt ở nước ngoài, mà cái chế tài xử lý của Việt Nam ta thì vẫn đang ở mức độ thấp. Việc xử lý chủ yếu xoay quanh vấn đề về xử lý hành chính, cho nên nó chưa đủ sức răn đe. Vâng, thưa ông Tân, ông đánh giá như thế nào về tình trạng mà những cái vụ lừa đảo này ngày càng diễn ra phổ biến hơn? Và theo ông thì những cái người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng như là ông với ông Hưng vừa mới chia sẻ, thì họ có biết là hình ảnh của họ bị lợi dụng như vậy không? Theo tôi thì bởi vì cái môi trường đầu tư bây giờ là nó rộng mở hơn và dễ tiếp cận hơn, và vô tình là rào cản nó cũng thấp đi, thì các đối tượng này lợi dụng những cái rào cản thấp như thế là tiếp cận với những nhà đầu tư hoặc những người mà thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu hiểu biết, và đánh vào lòng tham của họ, như ông Hưng vừa chia sẻ, là mong muốn giàu nhanh và không cần tốn nhiều công sức mà cũng có thể là kiếm được khoản lợi nhuận rất tốt. Thì cái điều này là theo tôi thấy là nó đang diễn ra phổ biến, và những cái người nổi tiếng KOL về giới đầu tư ấy, thì tôi nghĩ là họ có biết là hình ảnh của họ bị lợi dụng, nhưng mà cái việc tôi nghĩ là ngăn chặn cái điều đấy mà một cách triệt để hiện tại ngay lập tức là cũng khá khó khăn, như ông Hưng vừa chia sẻ là máy chủ của các trang mạng xã hội hoặc các nền tảng mạng xã hội là đôi khi nó ở nước ngoài, là việc triệt phá là nó cũng cần một lượng thời gian. Thì tôi nghĩ là cũng phải cho các cơ quan chức năng một thời gian thì cái hiện tượng này nó mới lắng xuống được. Vâng, các cơ quan báo chí truyền thông cũng đã có rất nhiều cảnh báo đối với người dân, nhưng mà tình hình này vẫn liên tục diễn ra và với tần suất ngày càng nhiều hơn và càng nhiều người bị lừa đảo hơn. Theo ông thì có phải là do các cơ quan quản lý cũng như là những cái biện pháp mà về kỹ thuật của chúng ta hoàn toàn bất lực trước cái tình trạng này? Các cơ quan quản lý thì và đài báo thì có đưa về những cái tình trạng này rất là thường xuyên. Tuy nhiên thì mọi người thì đôi khi là họ không chú ý, chỉ đến khi mà họ dính vào rồi hoặc họ bị lừa rồi thì lúc đấy là mất bò mới lo làm chuồng thì là khá muộn. Ngoài ra thì theo tôi thấy là các hotline phản ánh và hoặc là hotline tìm hiểu những cái thông tin chính thống của mình còn khá là ít và đôi khi là khá là chậm trễ.
ví dụ liên lạc với Bộ Tài chính chẳng hạn, hoặc là với Ủy ban Chứng khoán để check những cái nguồn thông tin chẳng hạn, đôi khi nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là so với là bình thường, ví dụ như là có thể mất 1 đến 2 tuần. Thì trong khi đấy thì 1-2 tuần là quá muộn rồi, thì các đối tượng có thể lừa đảo rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư rồi. Thì tôi nghĩ là cái này là mình cần phải nâng cao cái nền tảng bảo vệ nhà đầu tư và bảo vệ người dân, tránh được cái những cái lừa đảo thông tin như thế này. Vâng. Theo ông Hưng thì ông có ý kiến gì khác quanh cái việc cái tình trạng lừa đảo này ngày càng diễn biến và với số lượng người bị lừa nhiều hơn? Vâng, như chuyên gia vừa phân tích và như biên tập viên cũng như là khán giả xem truyền hình cũng đã thấy rằng là các cơ quan truyền thông, đặc biệt là báo chí, rồi là lực lượng công an, rồi là các bộ thông tin truyền thông và các cơ quan chủ quản thì liên tục đưa ra cảnh báo, liên tục đăng tải các thông tin liên quan đến các cái nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng niềm tin để mời gọi đầu tư, từ là đầu tư chứng khoán đến bất động sản, và thậm chí là đến giai đoạn hiện nay chúng ta thấy là các nhóm đối tượng này đã mạo danh các quỹ đầu tư để lừa đảo người dân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái lòng tham của một số người với hai kết hợp đấy, đó là cái sự nhẹ dạ cả tin, thì họ dễ dàng bị sập bẫy những cái lời mời chào này. Có những trường hợp cá biệt như là lực lượng công an chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền đến tận địa bàn cơ sở, tuyên truyền và người dân thì khi mà có những nạn nhân lên trình báo là đã tâm sự rằng là chúng tôi đã đọc được cái thông tin này rồi, thế nhưng mà vì cái lời dụ dỗ ngon ngọt rồi với lời hứa hẹn sinh lời cao và ở đâu đó là cái lòng tham thì họ không cưỡng lại được cái lời mời gọi tinh vi này. Và như vụ án tôi vừa phân tích ở ban đầu thì chúng ta thấy rằng là các nhóm đối tượng này tinh vi hơn ở cái việc ghi nhận lòng tin, đó là họ sẵn sàng là gì ạ, gửi cái căn cước công dân, một cái bản chữ ký hoặc là điền chỉ có dấu mộc để gửi đến nạn nhân để gây động lòng tin. Nhưng mà một cái tình trạng hiện nay chúng ta thấy rằng là cái việc mua bán cái căn cước công dân đã bắt đầu có hiện tượng diễn ra, các cái căn cước công dân cũ trước đây ạ, thì có những trường hợp như là những người ta đem đi cái căn cước cũ đi cầm cố nhưng mà người ta không chuộc về, thì dẫn đến hiện tượng là chủ tiệm cầm cố đem bán các cái căn cước này đi. Và hiện nay thì có cái tình trạng đó là làm giả các cái tài khoản ngân hàng, hoặc là nhờ người làm tài khoản ngân hàng, thuê người làm tài khoản ngân hàng, để dẫn đến cái việc mà các cái đối tượng này giả mạo các quỹ đầu tư và tiến hành giả mạo cả tài khoản ngân hàng để lừa đảo người dân, cũng khiến cho cái việc điều tra các cái vụ án này cũng rất là khó khăn. Vâng, như vậy là với cái việc thay đổi liên tục thường xuyên những chiêu trò lừa đảo và ngày càng tinh vi hơn, thì các đối tượng này cũng rất biết cách nắm bắt tâm lý của người dân, đánh vào lòng tham của họ, khi mà họ chỉ muốn là ngồi ở nhà và sau đó là được hưởng những cái lợi nhuận, những cái thành quả, những cái mức lợi nhuận rất là cao từ những quỹ đầu tư mà không phải thực sự nghiên cứu hay là không phải thực sự am hiểu về cái việc đầu tư cho lắm. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ ở phần đầu chương trình của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn mạo danh các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán hoặc ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản không mới, nhưng lại khiến rất nhiều người bị sập bẫy bởi mặt bằng chung về kiến thức tài chính và quản lý tài sản của người dân rất thiếu và yếu. Điều đó giải thích tại sao hết lần này đến lần khác người dân dễ dàng bị sập bẫy lừa đảo một cách dễ dàng.
có số lượng đơn từ tố giác liên quan đến hành vi lừa đảo nêu trên thì rất là nhiều. Tuy nhiên, số lượng để điều tra được, xác minh đối tượng trên thực tế là rất là ít. Cơ quan công an cần phải có sự phối hợp với các cơ quan liên quan. Tôi lấy ví dụ như là cơ quan viễn thông hay là ngân hàng để trong quá trình phối hợp để điều tra được tội phạm. Tuy nhiên, sự đồng bộ, đồng nhất giữa các cơ quan còn có gì đó chưa được thống nhất. Thậm chí cũng chưa có văn bản quy định nào liên quan đến việc ràng buộc giữa các cơ quan để phối hợp điều tra để xác minh tội phạm. Có một vài trường hợp khi mà văn bản điều tra xác minh của cơ quan công an gửi đến một số ngân hàng thì việc trả lời cũng là chậm trễ, thậm chí một vài tuần, thậm chí vài tháng để trả lời được liên quan đến vấn đề phong tỏa tài sản hay là phong tỏa cái tài khoản ngân hàng. Nhưng mà để việc thời gian chậm trễ như vậy thì cũng dẫn đến hậu quả là các đối tượng đã tẩu tán được tài sản trong cái số tài khoản ngân hàng đó. Xin được trở lại chương trình với câu hỏi dành cho ông Phùng Gia Tân. Thưa ông, có cách nào để nhận biết những trang mạng xã hội giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân? Những trang mạng xã hội lừa đảo mà chiếm đoạt tài sản của người dân hoặc là mạo danh các quỹ đầu tư ấy thì có một hình thức chung là họ trước hết là nhìn thì qua thì rất giống, khó phân biệt. Tuy nhiên là khi mà chúng ta click vào hoặc là chúng ta vào xem nội dung ấy thì đa phần nội dung là nó thiếu cái sự nó thiếu kiến thức về đầu tư, mà đa phần nó hướng về nội dung là làm sao để làm giàu nhanh này, những cái tâm lý kiếm lời nhanh và thành quả nó đến sớm, hoặc là những cái mời chào lời mời gọi rất hấp dẫn, hoặc là chương trình khuyến mãi, gọi vốn đầu tư. Thì theo tôi là người dân nên là tìm hiểu về những cái nội dung của các trang đấy thay vì là nhìn vào những cái hình thức bên ngoài, bởi vì các những cái hình thức bên ngoài thì nó quá dễ để làm giả. Đây là thứ nhất. Thứ hai là một số mạng xã hội thì theo tôi được biết thì họ cung cấp các dấu tích bản quyền, ví dụ như Facebook, Instagram là họ có cung cấp cái tích xanh, đúng không ạ? Thì như Vina Capital chẳng hạn, thì trang chủ, trang fanpage của Vina Capital chính thức ở trên Facebook là có tích xanh, thì nhà đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ và xem kỹ những cái trang đấy liệu nó có được phê duyệt thẩm quyền từ những cái nhà cung cấp trang mạng xã hội hay không, thì từ đó cũng có thể giúp họ là tránh được. Ngoài ra thì họ cũng có thể liên lạc với, như tôi đã chia sẻ là có liên lạc với Ủy ban Chứng khoán hoặc là Bộ Tài chính để kiểm tra xem cái nguồn gốc cái trang web hoặc là cái trang mạng xã hội đấy nó có chính thống hay không. Tuy nhiên việc này thì cũng sẽ cần một thời gian. Vâng, đấy hơi khó. Vâng. Vâng. Tôi thấy thì rằng là như ông Tân vừa mới phân tích đấy, thì có những cái trang mạng như thế họ để những cái thông tin cá nhân rất là ảo. Ví dụ như là trụ sở công ty, ví dụ như là cái cơ quan đó, họ có cái trụ sở đóng quân đó. Thì mong muốn là người dân khi mà click vào các cái trang web này thì hãy đối chiếu thông tin với những cái thông tin công khai ở trên các cái trang mạng, trên trang internet. Và chúng ta thấy rằng là Ủy ban Chứng khoán cũng có cái kênh riêng để tư vấn rồi. Và bên cạnh đó thì người dân có thể là đối chiếu cái thông tin này với cái thông tin gốc của các cái công ty, xem rằng là cái fanpage này hay là cái trang mạng này có đúng của cái công ty đó họ đưa lên hay không. Vì khi mà họ đã tiến hành điều tra đối chiếu giữa cái thông tin của trang mạng xã hội với thông tin chính thống của công ty đưa ra, vâng, thì họ sẽ có được cái nhìn khách quan hơn về các cái thông tin mà mời chào đầu tư trên mạng xã hội. Vâng. Ông có nghĩ là chính vì cái lợi nhuận cao, cái lòng tham của người dân đã khiến cho họ bị mở mắt trước những cái việc là so sánh những thông tin xác thực này chứ? Đã, tôi thấy rằng là nguyên nhân nhiều phần nhiều là liên quan đến vấn đề tài chính. Ai cũng mong muốn là sẽ có thật nhiều tiền hoặc là có thể có tiền ở trong một cái thời điểm nhất định để trang trải cái nhu cầu của cá nhân. Thế cho nên là khi mà đang trong cái giai đoạn mà bị hao hụt về tài chính, đang khó khăn về tài chính thì họ cũng rất dễ bị sập bẫy mà cái đối tượng lừa đảo này răng ra. Vâng, cơ quan báo chí truyền thông cũng như là các cơ quan quản lý đã liên tục là cảnh báo về tình trạng này, tuy nhiên là vẫn chưa ngăn chặn được triệt để. Phải chăng là sự phối hợp giữa các cơ quan như là công ty viễn thông, ngân hàng và cơ quan công an vẫn rời rạc và chưa được chu đáo cho lắm? Trong quãng thời gian qua thì chúng ta thấy rằng là các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, Bộ Thông tin Truyền thông, ngân hàng, báo chí cũng đã liên kết với nhau đăng tải rất nhiều thông tin, và thực tiễn là lực lượng chức năng cũng đã triệt phá rất nhiều các cái đường dây, các cái ổ nhóm lừa đảo. Và trong năm vừa qua thì lực lượng công an cũng đã đẩy mạnh cái hoạt động đấu tranh với cái số đối tượng lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng cái không gian mạng để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thế tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trong cái quá trình hợp tác điều tra nó vẫn còn có cái sự khó khăn, cản trở. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay thì các đối tượng đã lợi dụng cái trang mạng xã hội. Đây là một cái không gian mở và việc truy vết các đối tượng là tương đối khó khăn. Đây là một trong những cái trở ngại trong quá trình điều tra vụ án. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng là cái cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng với một số đơn vị vẫn còn có khoảng cách. Có cá biệt có trường hợp như là lực lượng công an khi mà xuống các cái chi nhánh có nạn nhân bị lừa đảo
yêu cầu chi nhánh tiến hành phong tỏa tài khoản của các đối tượng nhóm lừa đảo. Tuy nhiên thì chi nhánh cũng có chi nhánh họ không có đủ thẩm quyền để xử lý việc đó mà phải liên lạc với hội sở. Và việc liên lạc với hội sở thì lại phải chờ công văn giấy tờ trình báo, rất mất thời gian. Và như ông Tân cũng đã phân tích lúc đầu là khi mà tiến hành phong tỏa được tài khoản thì nó đã mất 3 đến 5 ngày rồi. Như vậy thì khó truy hồi được cái số tài sản đã mất. Và bên cạnh đó có một số trường hợp thì chúng ta thấy rằng là khi mà liên lạc với ngân hàng yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng thì một số ngân hàng họ cũng thông tin lại rằng là cái này phải phù hợp với cái bộ luật tố tụng hình sự của chúng ta. Ví dụ như điều 129 của chúng ta là sẽ tiến hành phong tỏa tài khoản khi mà khởi tố bị can. Tuy nhiên trong trường hợp này chưa xác định được đối tượng lừa đảo, chưa bắt được đối tượng và chưa khởi tố được vụ án. Cho nên là việc phong tỏa tài khoản của đối tượng là hoàn toàn khó khăn. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là mặc dù Bộ Thông tin Truyền thông trong thời gian vừa qua cũng đã triệt để quản lý cái vấn đề liên quan đến SIM rác. Đó, nhưng tuy nhiên hiện nay thì cũng không khó khăn gì trong cái việc mua SIM rác. Chỉ có hơn 100.000, 200.000 là những cái đối tượng lừa đảo này có thể mua được. Với SIM rác đó thì họ có thể lách luật bằng cách là nhờ đăng ký ở một số địa bàn nào đó xa trung tâm các cái nội đô lớn. Cho nên là các đối tượng này có thể dễ dàng mua được cái SIM rác này và giả dạng mạo danh, chỉ cần mua cái số điện thoại hao hao giống với số điện thoại hotline của cái công ty chứng khoán hoặc một số công ty đầu tư nào đó thôi, thì họ có thể dễ dàng lừa đảo và đánh vào cái niềm tin của người dân. Thế cho nên là cái việc quản lý SIM rác hiện nay vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, chưa thực sự là để quản lý một cách triệt để. Cho nên là các đối tượng này cũng đã lợi dụng cái vấn đề này để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Vâng, như vậy là còn rất nhiều những bất cập trong việc quản lý và ngăn chặn tình trạng này. Theo ông Tân thì chúng ta cần có những giải pháp nào để có thể xử lý được những bất cập trên? Tôi đồng ý với ý kiến ông Hưng là chúng ta vẫn còn nhiều bất cập trong cái việc là quản lý và thắt chặt, đồng thời cái sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Tuy nhiên ngoài ra thì cái giải pháp mà tôi nghĩ là có thể là nhanh nhất và hiệu quả nhất ở ngay thời điểm hiện tại đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, đấy là chúng ta phải có một cái cổng thông tin hoặc một cái đường dây hotline nào đó chính thống và để người dân có thể truy cập vào hoặc người dân có thể gọi điện trực tiếp đến để truy vấn thông tin. Ví dụ như là cái người dân có thể đặt những cái câu hỏi rất thực tiễn, ví dụ như cái trang web này vinacapital.com chẳng hạn, thì nó có phải là trang web chính thống của quỹ quản lý Vinacapital không? Thì những cái câu hỏi như thế tưởng chừng như là rất đơn giản thôi, nhưng nó góp phần nào xóa đi cái việc là mạo danh các công ty quản lý quỹ hoặc là các công ty đầu tư, công ty chứng khoán để nhằm mục đích là lừa đảo người dân. Vâng, nếu có bất kỳ một hành vi nào nghi ngờ cái việc là lừa đảo đến từ những cá nhân hay từ những quỹ đầu tư thì người dân cần làm gì thưa ông? Theo tôi trước hết thì nhà đầu tư là không được cung cấp thông tin. Chúng ta cần phải tìm hiểu trước. Chúng ta không được cung cấp thông tin cá nhân của họ, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội, nơi mà cái việc lộ thông tin cá nhân là rất là dễ dàng. Thứ hai là chúng ta không nên bỏ tiền vào đấy vội vàng. Và chúng ta cần phải tìm hiểu xem cái nguồn gốc thông tin, cái nguồn gốc của các trang mạng xã hội hay những cái lời mời chào đấy là từ đâu ra, liệu có phải từ những cái nền tảng chính thống hay không. Ví dụ như là tôi nói đơn cử Vinacapital chẳng hạn, theo như tôi biết chẳng hạn, họ sẽ không mời chào đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư qua các nền tảng ví dụ Zalo này hay là các messenger tin nhắn hay là các cuộc điện thoại thông thường, mà họ sẽ sử dụng những cái phương thức mà nó chuyên nghiệp và nó có độ tin cậy nó cao hơn. Thì đấy là cái việc là nhà đầu tư họ cần phải bình tĩnh và quan sát và tìm hiểu trước khi là họ xuống tiền hoặc là họ để đưa thông tin cá nhân cho những cái đối tượng đấy. Tiếp theo thì tôi nghĩ là nếu mà trong trường hợp mà có người gọi điện hoặc là cung cấp thông tin về những cái việc là kêu gọi đầu tư nhưng lại không thuộc các quỹ đầu tư nó nổi tiếng như Vinacapital hay Dragon Capital thì sao? Thì nhà đầu tư tôi nghĩ là ít nhất thì họ cũng phải đến gặp trực tiếp, chứ không nên là chỉ là nghe trên là cái nền tảng mạng xã hội hay là online hay điện thoại yêu cầu đến gặp trực tiếp, đến trụ sở, tìm hiểu xem trụ sở như thế nào, nhân viên làm việc như thế nào, rồi xem giấy tờ xem là có xác thực hay không. Rồi thì nếu mà có những cái bạn bè hoặc người thân hoặc là những cái chuyên gia, tìm hiểu những cái chuyên gia thì có thể hỏi ý kiến hoặc xin lời khuyên của các chuyên gia trước khi là mình đưa thông tin và mình xuống tiền. Thì như thế thì sẽ rất đảm bảo an toàn. Vâng, thưa ông Hưng, ông có lời khuyên nào dành cho người dân đứng trước những lời mời kêu gọi đầu tư như thế này? Trong giai đoạn hiện nay chúng ta thấy rằng chỉ cần một cú click chuột thôi là người dân cũng dễ dàng mất đi cái thông tin cá nhân của mình. Thế cho nên là tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông Tân, đó là trước hết là mỗi người dân hãy tự nâng cao cảnh giác của bản thân mình, không vội vàng cung cấp thông tin cá nhân, ví dụ như căn cước, ví dụ như nhà ở, ví dụ như số điện thoại của mình lên mạng xã hội. Và thứ hai là khi mà nghe thấy những cái lời mời chào này, đường mật nó bày ra một cách dễ dàng như vậy thì mình cũng phải để cho bản thân mình có một cái sự nghi vấn rằng là đây có phải là một cái công ty chính thống hay không,
và đội ngũ nhân viên telesale ở đây làm việc có chuyên nghiệp hay không, và trụ sở công ty đó ở đâu, có rõ ràng hay không, và cái giấy phép kinh doanh hoạt động của công ty đó được cơ quan nào cấp, cơ quan thẩm quyền nào cấp. Và như ông Tân cũng đã đưa ra là người dân nên đến tận nơi, đến trực tiếp cái cơ sở kinh doanh, cái trụ sở kinh doanh của họ để kiểm tra xem là có đúng hay không. Và bên cạnh đó là thông qua cái kênh thông tin chính thống của nhà nước để tiến hành đối chiếu thông tin giữa các cái đối tượng mời chào với cái thông tin mà mình nhận được, mình có được, xem có đúng sự thật hay không. Và bên cạnh đó thì khi mà các đối tượng này mời chào thì nên đến các cái cơ quan uy tín như là Ủy ban chứng khoán, như là các cái công ty chuyên về cái hoạt động đầu tư để mình tham khảo ý kiến của các chuyên gia này, xem có nên đầu tư vào các quỹ đầu tư này không. Và cũng đừng vội chuyển tiền, lập tài khoản và chuyển tiền ngay lập tức thông qua các cái trang mạng này, vì đây là một trong những hình thức lừa đảo mà các đối tượng thường sử dụng để chiếm đoạt tài sản của người dân. Vâng, có một thực tế như thế này, đó là có cầu thét có cung, khi nào mà người dân mà vẫn còn muốn ngồi ở nhà và được hưởng những khoản lợi nhuận lớn từ những việc đầu tư như thế này thì chừng đấy cái việc lừa đảo vẫn còn có thể tiếp diễn. Như vậy thì người dân chính là những người hơn ai hết cần phải rất cẩn trọng, cũng như là suy nghĩ thấu đáo trước khi bỏ một khoản tiền lớn ra để quyết định đầu tư, nhất là những khoản đầu tư mà mang lại lợi nhuận lớn mà lại không có một cái gì giá trị chắc chắn đảm bảo từ quỹ đầu tư. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khi tham gia đầu tư trên thương trường thì sự rủi ro là điều tất yếu. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, không có kênh đầu tư nào cam kết tỷ suất sinh lời cao chỉ trong một thời gian ngắn, bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của các quỹ đầu tư khó có thể đạt đến mức siêu lợi nhuận để có thể trả lãi suất cao cho rất nhiều nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Ở góc độ pháp lý, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba cơ quan, ngân hàng, công ty viễn thông và cơ quan công an thì mới ngăn chặn được triệt để tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.